Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn video clip nói về hiện tượng hỗ cảm. Hiện tượng hỗ cảm là hiện tượng khi cường độ dòng điện chạy trong các mạch biến đổi, thì từ trường do mỗi mạch sinh ra gửi qua điện tích của mạch kia sẽ thay đổi theo. Kết quả là trong các mạch để xuất hiện dòng điện cảm ứng. Các dòng điện cảm ứng đó gọi là các dòng điện hỗ cảm. 1. Hiện tượng. Giả sử ta có hai mạch điện tín C1 và C2, trong đó có các dòng điện I1 và I2 chạy qua đặt gần nhau. 2. Xuất hiện động hỗ cảm. Và độ hỗ cảm. Xuất hiện động gây ra dòng điện hỗ cảm được gọi là xuất hiện động hỗ cảm. Công thức của nó cũng tuân theo định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện tử. Epsilon hỗ cảm bằng trừ D phi M. Với phi M là từ thông gửi qua mạch điện C1 đến C2 mà ta đang xem, có công thức phi 12 phi M 12 bằng M 12 nhân I1. Trong đó phi 112 là từ thông do dòng I1 sinh ra gửi tới điện của mạch C2, còn M12 là hệ số tỷ lệ, gọi là độ hỗ cảm của hai mạch C1 và C2. So sánh các công thức, ta nhận thấy rằng độ hỗ cảm M có đơn vị tương tự như độ tự cảm L, nghĩa là cùng được tính ra Henry. Ứng dụng của hiện tượng hỗ cảm. Hiện tượng hỗ cảm được ứng dụng để tạo ra máy biến thế, đó là một dụng rất quan trọng trong kỹ thuật điện. Ngoài ra nó còn được sử dụng trong phát thanh truyền hình và qua không gian. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị các bạn video clip hiện tượng hỗ cảm. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.